đón đoàn công tác ra thăm đảo Colin. Ngoài cán bộ chiến sĩ trên đảo, còn có 19 nhân vật đặc biệt. Có lẽ vì quanh năm sống trên đảo nên đàn chó ở đây cũng thèm hơi của đất liền, không kém những người lính đang chăm chúng. Các chú chó ở đây vô cùng là thông minh, thế nhưng mà cũng có một cái đặc điểm rất là khác biệt, đó là bình thường thì các chú chó không tỏ ra là hung dữ. Thành viên mới nhất của đảo Colin, chú chó này vừa tròn 2 tháng tuổi. Ở đảo, tầm tuổi này con chó nào cũng đều phải học bơi. Chó ở trên đảo được huấn luyện giống như những người lính. Nắng thì cũng nhiều nhưng mà mưa cũng chẳng có mấy, nên là chó cũng quen. Khi mà làm nhiệm vụ, tất cả chú chó cũng hiện cùng và nhiều cái nó cũng vui. Nhiệm vụ chính của tiểu đội bốn chân này chủ yếu là vào ban đêm. Còn ban ngày, chỉ một vài con làm nhiệm vụ canh gác. Mỗi chú chó có một vị trí canh gác riêng và chỉ rời vị trí khi nghe khẩu lệnh. Buổi tối thì cảnh báo động hay là mọi thứ thì những chú chó sẽ hú lên báo cho con người bằng những tiếng sủa của mình và phát hiện kịp thời có mục tiêu. Giữa cây nắng, cây gió khắc nghiệt của Trường Sa, hòa trong tiếng sóng biển luôn luôn văng vẳng tiếng sủa dõng dạc. Với những người lính đặc biệt này, đó là cách khẳng định chủ quyền. Chỉ khác là, nay là chủ quyền lãnh hải.